Những ngày qua, NewJeans bị réo gọi trên khắp các mặt trận K-pop dù đã kết thúc kỳ quảng bá và đang nghỉ ngơi tạm dừng hoạt động. Nguyên do đến từ loạt đấu tố mới liên quan đến quá trình debut NewJeans trong quá khứ. Ngày 23 tháng 7, Dispatch bất ngờ tung tài liệu pre-debut của NewJeans cùng loạt tin nhắn nội bộ tố Min Hee-jin cướp thực tập sinh của Shout Music, công ty con thuộc YB và nhờ pháp sư lựa chọn thành viên cho nhóm nữ mới. Việc vạch trần màn ra mắt của NewJeans thu về nhiều ý kiến trái chiều, cả Min Hee-jin, YB lẫn Dispatch đều đối diện với làn sóng dư luận giận dữ. Trong khi đó, phụ huynh của các thành viên bất bình yêu cầu YB dừng các hoạt động thao túng truyền thông và tuyên bố ủng hộ Min Hee-jin vô điều kiện. Giữa lúc sóng gió bủa vây không hồi kết, NewJeans bị đào lại loạt phốt trong quá khứ. Gây xôn xao nhất chính là loạt bằng chứng tố cáo nhóm lục đục nội bộ, một thành viên bị gọi là kẻ bắt nạt. Chủ đề hiện gây tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn K-pop. Cụ thể, netizen đã soi loạt clip tương tác của các thành viên NewJeans. Theo đó, chỉ ra Emut Hyein nhiều lần bị cả nhóm cô lập. Hyein thường kiệm lời trong các livestream giao lưu với fan, bị đứng phía ngoài đội hình và có thời lượng lên sóng thấp. Dù là Emut, nhưng Hyein bị đối xử một cách mờ nhạt và thường để lộ sự lúng túng vì không được quan tâm. Hyein là người gia nhập đội hình NewJeans cuối cùng, 4 thành viên còn lại là Minji, Hyerin, Honey và Daniel đã có thời gian thực tập tại Shout Music trước cô nàng Emut. Do đó, 4 thành viên này nói chuyện ăn ý, cực thân thiết với nhau. Tuy gia nhập cuối cùng, nhưng Hyein lại là thành viên gây ấn tượng nhất bởi chiều cao vượt trội và khí chất độc đáo so với nhóm. Có nhiều yếu tố để nổi tiếng, nhưng nhiều fan chỉ ra Hyein bị gồng khi vào concept chung của NewJeans dẫn đến sự gượng ép trong một số sản phẩm. Thời gian qua, Hyein không tham gia các hoạt động quảng bá single đôi Housewife và Supernatural vì vấn đề sức khỏe. NewJeans hoạt động với 4 thành viên, lúc này tin đồn việc nữ idol sinh năm 2K8 bị ngó lơ càng dấy lên mạnh mẽ. Trong đồn đoán, NewJeans lục đục nội bộ, chị cả Minji bị chỉ điểm là kẻ bắt nạt. Ồn ào nhất là nghi vấn Minji coi thường mẹ Hyein. Cụ thể, ngày 12 tháng 7 năm 2024, NewJeans tham gia buổi ghi hình trước cho Supernatural tại Music Bank. Đây là sân khấu đầu tiên của Hyein hậu chấn thương. Mẹ của cô nàng Emut đã đến thăm trường quay và chuẩn bị đồ ăn cho các cô gái. Theo đó, chủ đề Minji từ chối không ăn dưa hấu của mẹ Hyein cho đã làm thổi bùng tranh cãi. Một tài khoản fan NewJeans chỉ ra khoảnh khắc Hyein hỏi Minji về trái cây mẹ gửi. Minji không ăn đào và dưa hấu mẹ Hyein mang cho, nhưng sau đó tự mua dưa hấu ăn. Vì điều này, Hyein đã hỏi chị cả, bộ dưa hấu mẹ em gửi không ngon hay sao, cả đào nữa. Minji đáp, không phải vậy đâu, mọi người cứ ăn đi. Sau khi chi tiết này bị khơi lại, Minji bị cư dân mạng chỉ trích vì không coi trọng thành ý của mẹ Hyein. Ở một livestream nhóm, khoảnh khắc Hyein nghịch ngợm giấy gói quà và thành viên Minji ngay lập tức cầm vứt đi với thái độ khá cụt lủn cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Đây không phải lần duy nhất Minji tỏ rõ sự khó chịu với cả nhóm. Một lần khác, Minji bị chỉ ra có hành động kém duyên khi yêu cầu thành viên Hyerin ngưng cười bằng giọng điệu gay gắt. Dù đang phát sóng trực tiếp, nhưng Minji không tiết chế cảm xúc khiến 4 cô gái còn lại sượng chân vì tình huống căng thẳng. Từ đây, Minji bị gọi là chị đại đàn áp cả nhóm, thậm chí bị cáo buộc bắt nạt Emut. Dù một bộ phận fan ra sức bảo vệ cho rằng những khoảnh khắc kể trên chưa đủ để khẳng định bất kỳ điều gì. Nhưng hiện tại, lùm xùm NewJeans lục đục nội bộ, Hyein là nạn nhân và Minji bị chê EQ thấp đang ngày càng lan rộng trên các nền tảng. Phía Adore và YB vẫn chưa có động thái lên tiếng vấn đề này. Tuy vậy, trong lần livestream, Hyein đã chính thức lên tiếng, cô nàng bày tỏ hy vọng mọi người sẽ không hiểu lầm về mối quan hệ trong nội bộ nhóm. Những tin đồn bất hòa đang lan truyền là không đúng. Vào thời điểm đó, mình tạm rời đi để lấy điện thoại. Câu nói đó chỉ đơn thuần là lời nói đùa khi mình rời đi, thậm chí mình còn không nhớ mình đã nói gì lúc đó. Mong rằng mối quan hệ của chúng mình không bị đánh giá một chiều chỉ trong vài giây như thế, Hyein chia sẻ.